Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của mình nha anh em. Thì cũng cần cái năm mới rồi. Thì chúc tất cả anh em một năm mới sức khỏe, làm ăn phát đạt, an khang thịnh vượng nha anh em. Và luôn ủng hộ mình trong những chặng đường tiếp theo nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ tranh thủ làm, gọi là tranh thủ một tí để làm video cho anh em xem, giải trí những ngày cuối năm. Bữa giờ gần Tết cho nên là bận anh em ạ, cho nên là không đi săn thường xuyên cho anh em xem được. Đấy, anh em nào ra năm mới, sáng năm mới thì anh em nào có nhu cầu mua áo, mua thun, đấy, cả phụ kiện bên áo cao su thì anh em ủng hộ mình nhá. Đấy, để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nha anh em. Đây là cái tinh thần mới anh em ạ, là của một anh khách. Đấy, nhưng mà bây giờ là cần cuối năm rồi, mình không giao hàng cho anh em được. Bởi vì đa năm thì mình sẽ tiếp tục cung cấp đến với anh em những cái sản phẩm chất lượng. Ok, không lên thuyền nữa, let's go nha anh em. Có gọi cho anh em, sẽ nhắn lên gì nữa, hãy thoải mái đi. Sai lầm được con ạ. Rửa cái chân lúc này. Béo ngắt. Ê, ôm à? Trời, chạy xe máu thế. Chịt ngắt luôn á. Lý rồi thế muốn đi co, lý co nhá nè. Có nhá. Chuyển hai cái kính. Ok. Tiếp tục nhá nè. Con đầu tiên nhá. Lúc nãy đi gặp cái bầy quái. Đâm được con dậy chè giả nên run lên qua chân mình lướm. Đụng con co. Ôi bay lóng kìa. Rụng một con. Ôi bay lóng đi. Rụng một con. Ôi bay lóng đi. Ờ con co kìa. Rượt lông cảnh luôn em ơi. Rượt lông cảnh mày ra mày hến nữa con ơi. Rượt lông cảnh, rượt công lông cảnh ngoài đấy nè mày. Rượt công lông cảnh luôn rồi. Để quay này em có thấy không nữa. Thì nữa là có siêu phẩm cho anh em sao đấy đấy. Bấy một công luôn cảnh. Con này chẳng khiếp hôn. Chứ ui.
Đứng từ trong kia bắn ra này. Để em công lòng cảnh kìa. Nhìn chạm thật chứ. Em thấy công lòng cảnh không? Hơi buồn. À, cay thật. Ok. Thôi tiếp tục thôi nhé em. Những pha mà nó bay mà bắn kiểu vậy là nó rất là phí ấy em ạ. Trúng cho dù nó rớt hay là không rớt, mà trúng nó là có trúng lên người nó là được rồi. Ngay không phải là lúc nào cũng may mắn đâu. Chỗ này còn gọi hai đứa kia đấy. Rồi, chúng mình vào coi. Rồi, chúng mình vào coi. Nhìn Quân. Đi vô bắt đi Quân. Ôi, chắc cái dài được nữa. Con này trúng rồi. Mình chạy lượt quá, mình có con nào không? Có con năm gì này, muốn rồi. Đây, đây, đây. Rồi, chạy tới lấy Quân. Cái cảnh rồi. Vị trí này là con thứ hai luôn anh em ạ. Mình chạy tới đâu kia vòng lui lại thì thấy nó lại nằm đấy. Một con nào vậy này thì nhìn đấy thì thấy. Ai ngờ nằm mấy. Chạy quá xa rồi, mấy nhà đòi con nhanh anh em ạ. Chầm là khỏi ăn rồi đó. Quá tuyệt vời. Quá đẹp ấy. Nhanh không? Xử lý nhanh liền. Nhòm có gọi nhanh em. Quá tuyệt vời nhá. Đây. Con gọi thứ hai tại một vị trí. Nhưng mà con này thì mình tình cờ mình thấy mình thả tay mình bắn luôn. Chưa bắn được ba rồi. Dạ bác. Bắn súng với bắn ná. Dạ bắn ná. Ủa chứ. Súng này đem súng đi thẳng đường này được rồi bác. Công an người ta bắt cho chứ. Nhiều lắm. Dạ. Dạ. Chỗ nào bác? Đi vào đường đi đi. Dạ. Chạy thẳng một leo đó, cái đường bê tông dưới đó. Chạy chạy thẳng một đường nữa đó, có một đường gặp luôn. Là đường dưới đó. Mấy con rồi. Dạ mày được hai con. Không nghe có được coi đó. Dạ, chào bạn băng nã này thôi. Dạ có con thì nếu bạn quen thì có con tâm xa bạn có chứ bác. Tâm xa bạn bắn được nhiều ý. Không chứ chứ con chạy lùi đường đi để con ra có việc mà đi nữa rồi. Loài đi gần gần mình tan dữ lắm. Dạ. Dạ. Rồi, chuẩn bị bịp. Rồi, rồi, rồi. Chạy với em, chạy với em. Rồi, chuẩn bị bịp. Rồi, rồi, rồi. Chạy với em, chạy với em.
chạy vô đi. Đây này, đây này. Chạy vô đi. Ở đây đây. Đi bị rồi nha. Một viên. Đi bịp nha nè. Một viên một. Ui, vô trưởng đi luôn. Giữa ngực. Nó chéo tay thật. Tay dính quá em thấy. Ừ. Mà có lẽ em thể chạy cũng ngồi mà. Một đoàn. Tiếp tục nha nè. Con chí này. Con này con chí điên á. Mình chịu. Thấy nó đứng dây điên nên bạn vui à. Ok, tiếp tục nhé nè. Cho ăn vai lạt rồi nhé. Quất. Cho ăn vai miệng cỡ bụng rồi đấy nhé, phải không? Chạy à. Chỗ quân hả lại quất. Tình nắn luôn. Để có hình ngay chỗ nào đấy. Có hình chỗ nào hóc máu luôn nè. Đây. Điện ngay đây. Gục ngay tại chỗ. Thì bịp nha anh em. Trời. Đấy. Mà chúng thấy con này thì nếu mà nó bay thì nó cũng sẽ bay lên trái này thôi. Đấy. Bay nó bay lên trái này thôi chứ con này mà. Điều nhưng mà nếu mà lên trái thì đấy một bác một chắc mình nhiều lúc trái nó bắn một mình nó cẩn cãi nào mà. Năm địa đất này mình tận dụng nguyên phất, nếu mà phất trúng cho con, nếu phất không trúng thì cháu sẽ lên trái này. Đấy. Một trong hai phương án nào thì cũng phải chạy xe. Đấy, chạy xe bắn cho nó đẹp đấy em ạ.